Anh thật ấm áp như
Trời vời, đặng lòng đâu bước chân xa rồi.
anh em có chắc bền lâu, dẫu trước khổ sau thế mới đau lòng khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.